Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các tuyến phố Hà Nội. Thời tiết Hà Nội giữa trưa nắng khá gay gắt, dọc các tuyến phố, đoàn xe tang chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua, hàng ngàn người dân thủ đô đã đứng hai bên đường để tiễn biệt vị lãnh đạo mẫu mực, trọn đời vì nước vì dân, về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi kết thúc lễ truy điệu, trong nền nhạc trầm hùng của bài Hùng Sĩ Tử, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra linh xa, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng là quốc kỳ đỏ thắm được phủ trân trọng lên linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Linh xa đưa linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội về nơi an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Theo lộ trình, đoàn xe chở linh cữu đi qua các tuyến đường Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Đào Tấn, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, đường gom Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu. Trên các tuyến phố Hà Nội, người dân hai bên đường dõi theo linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua với lòng thương tiếc vô hạn. Nhiều người đã khóc nức khi đoàn xe đi qua. Đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di chuyển qua các tuyến phố của thủ đô Hà Nội, hàng vạn người dân chờ đón tiễn đưa Tổng Bí thư. Tại khu vực nghĩa trang Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, hàng ngàn người dân đã có mặt dọc hai bên đường Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ gần nghĩa trang Mai Dịch để chờ đoàn xe tang đưa linh cữu Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Công tác đảm bảo an ninh được thắt chặt, đoàn thanh niên tình nguyện cung cấp nước lọc quạt miễn phí cho người dân tiễn đưa Tổng Bí thư. Cựu chiến binh Lại Thị Luân, 60 tuổi, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội chia sẻ, từ 2 giờ sáng, bà cùng các cựu chiến binh khác tại xã đã xuất phát từ nhà. 5 giờ sáng, mọi người đã có mặt tại đây để tiễn đưa Tổng Bí thư lần cuối. Tổng Bí thư là người giản dị, kính mến, hết lòng vì nước, vì dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc vì nước, vì dân đến những ngày cuối của cuộc đời. Công lao của Tổng Bí thư không những người dân Việt Nam ghi nhận mà cả thế giới ghi nhận, tiếc thương, bà Luân xúc động nói. Cầm tấm hình Tổng Bí thư trên tay, bà Dương Thị Bích Thảo, 65 tuổi, trú tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nghẹn ngào cho hay, khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cả gia đình bà đã bàn nhau bắt xe xuống Hà Nội tiễn đưa để tỏ lòng biết ơn. 9 giờ sáng ngày 26 tháng 7, gia đình bà đã bắt xe xuống nghĩa trang Mai Dịch. Cũng như hàng ngàn người đang có mặt tại đây, tôi rất trân trọng biết ơn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hết lòng vì dân, vì nước, bà Thảo nghẹn ngào nói. Cùng thời điểm, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội diễn ra trang nghiêm, xúc động. Dự lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà có đại diện lãnh đạo địa phương, gia tộc nội ngoại và đông đảo nhân dân. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, nhiều người không kìm được nước mắt trong lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với người dân Đông Hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là tấm gương sáng của sự giản dị, gần gũi, chân thành, mà còn là nhà lãnh đạo tài năng, mẫu mực và đức độ của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Hơn 10.000 người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất trong sáng 26 tháng 7. Trưa 26 tháng 7, ban tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính từ 7 giờ đến 10 giờ cùng ngày có 180 đoàn với 10.664 người đến viếng, trong đó một đoàn trung ương, 4 đoàn nước ngoài và 175 đoàn trong nước. Ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động, hơn 10 giờ 30 phút cùng ngày, dòng người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất rất dài. Được cháu trai đưa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Huỳnh Thị Châu, 92 tuổi xúc động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có đức, có tài và là người đảng viên mẫu mực. Sự ra đi của ông là điều mất mát to lớn của dân tộc ta. Tôi luôn dành tình cảm sâu sắc, dành trọn sự ngưỡng mộ với người lãnh đạo đức độ mang tên Nguyễn Phú Trọng. Tôi luôn đặt niềm tin vào Đảng, nhà nước và tôi cũng mong rằng người dân Việt Nam sẽ noi theo tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, bà Châu bày tỏ. Giây phút nghẹn ngào nhớ lại những lần làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khi còn là Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim đã trực tiếp báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Ông Vũ Trọng Kim xúc động nhớ lại, giản dị, khiêm tốn, nhưng trong công việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là người sâu sát, am hiểu tường tận các vấn đề để chỉ đạo đúng, trúng và sâu sắc. Nghẹn ngào khi nhắc đến vị lãnh đạo đáng kính, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam nhấn mạnh, với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, trong mọi hoàn cảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn cho thấy rõ bản lĩnh, trí tuệ của người Cộng sản kiên cường, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Ông Vũ Trọng Kim được tiếp xúc và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ những năm 1995-1996. Khi đó, Tổng Bí thư đang giữ cương vị Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, còn ông Vũ Trọng Kim là Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 6. Chúng tôi đã nhiều lần mời Tổng biên tập tạp chí Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đến giảng bài về các nghị quyết của Đảng. Trong ấn tượng với những người trẻ khi đó, ông là vị cán bộ rất giản dị, chất phác, giọng nói trầm ấm. Ông Vũ Trọng Kim nhớ lại. Năm 2000, ông Vũ Trọng Kim đã có 4 lần trực tiếp đến báo cáo công việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng liên quan các phong trào thanh niên và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bí thư Thành ủy khi đó rất quan tâm, lắng nghe các đề đạt của chúng tôi. Để phát triển phong trào đoàn thanh niên thành điểm sáng ở Hà Nội và mở rộng ra cả nước, ông luôn nhắc nhở thế hệ trẻ phải thể hiện khát vọng vươn lên không ngừng. Thanh niên phải tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn, giản dị, cầu tiến, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, có khát vọng vươn lên để cống hiến. Ông Vũ Trọng Kim hồi tưởng. Từng là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10, 11, ông Vũ Trọng Kim có cơ hội tiếp xúc, làm việc nhiều năm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nhìn nhận Tổng Bí thư đã thể hiện tâm thế của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn sắc sảo, nhạy bén với thời cuộc, với những chỉ đạo rất cụ thể, tường tận. Đặc biệt, nội dung các văn kiện lớn đều được Tổng Bí thư quán xuyến. Từ đó, xây dựng nhiều chủ trương, chính sách đi sâu, đi sát vào từng tổ chức đảng, từng lĩnh vực, ngành nghề. Ông Vũ Trọng Kim bày tỏ, Tổng Bí thư có một trí tuệ và khả năng cống hiến rất lớn. Nhiều người chia sẻ hình ảnh Tổng Bí thư làm việc đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Một sự tận hiến đáng khâm phục với lương tâm và trí tuệ của thời đại. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư. Theo ông Vũ Trọng Kim, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Cần, kiệm, liêm, chính là sự dày công học tập, bồi đắp của Tổng Bí thư. Đây cũng là điều mà Tổng Bí thư luôn nhắc nhở các tổ chức đảng, cá nhân mỗi đảng viên, cán bộ. Trong giai đoạn 2008-2016, với vai trò là Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim đã có một số lần báo cáo trực tiếp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Theo ông, Tổng Bí thư muốn nghe tiếng nói thật của người dân, của nhiều tầng lớp trong xã hội. Ông Vũ Trọng Kim nhớ lại, trong các cuộc trao đổi, Tổng Bí thư luôn yêu cầu phải nói rõ về cuộc sống của người dân, tâm tư, nguyện vọng của họ là gì. Những câu hỏi mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc của Tổng Bí thư đã cho thấy tầm vóc một người đứng đầu của Đảng, luôn quan tâm đến cuộc sống của tất thảy người dân. Năm 2022, luật thi đua khen thưởng sửa đổi được Quốc hội khóa 15 thông qua đã bổ sung hình thức khen thưởng, huy chương thanh niên xung phong vẻ vang. Để có được kết quả này, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết là nhờ sự quan tâm rất lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Vũ Trọng Kim nhớ lại, thời điểm đưa ra đề xuất này, Tổng Bí thư đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư với sự tham gia của các bộ, ngành. Ông trải lòng, sau khi thảo luận, Ban Bí thư đã đồng ý về chủ trương. Tổng Bí thư đã giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét, đề xuất cụ thể đưa vào luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Tổng Bí thư yêu cầu làm thế nào để cựu thanh niên xung phong sớm được đón nhận phần thưởng này của nhà nước, vì các cựu thanh niên xung phong hiện đã lớn tuổi. Chính điều này đã làm tôi rất xúc động.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.